Công thương qua góc nhìn báo chí ngày 5 tháng 6, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chuyển đổi sang năng lượng sạch. Năng lượng sạch là một trong những nội dung được lên trang nhất nhiều cơ quan báo chí ngày 5 tháng 6. Qua bài viết Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chuyển đổi sang năng lượng sạch, báo Việt Nam Plus đã phản ánh lại thông tin từ tạp chí The Economist của Anh. Theo đó, trong 4 năm tính đến 2021, tỷ trọng điện lượng mặt trời tại Việt Nam đã tăng từ mức gần như bằng 0 lên gần 11%, tốc độ tăng còn cao hơn so với Pháp hay Nhật Bản. Đến năm ngoái, Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất điện mặt trời lớn thứ 10 thế giới. Bài viết khẳng định, thành tích phi thường này chủ yếu nhờ ý chí chính trị và các động lực thị trường. Ở một nội dung khác, báo Giao thông có bài viết EVN tạm ngưng trả tiền mua điện mặt trời mái nhà, Cục Điện lực nói gì? Bài viết nêu, nhiều chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà ở phía Nam phản ánh việc công ty điện lực tạm ngưng trả tiền mua điện. Nguyên nhân là do ngành điện yêu cầu các chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ an toàn công trình xây dựng và hồ sơ an toàn phòng chống cháy nổ. Nếu không có tại thời điểm kiểm tra, ngành sẽ ngừng trả tiền mua điện. Về thông tin này, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, việc yêu cầu cung cấp hồ sơ để đảm bảo nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 7088 của Bộ Công Thương. Theo đó, nhà đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phải cam kết tự chịu trách nhiệm về công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành. Mái nhà của công trình xây dựng phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng để được ký hợp đồng mua bán điện. Qua bài viết, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam nói gì về dự án cáp ngầm ra huyện Côn Đảo? Báo Công Thương lý giải, việc đầu tư điện gió, điện mặt trời tại huyện Côn Đảo chỉ có thể bổ sung thêm nguồn mà không đảm bảo nguồn điện, chính vì thiếu tính ổn định, phụ thuộc vào tốc độ gió theo mùa và số giờ nắng. Mặt khác, điện mặt trời chiếm quỹ đất khá lớn với khoảng 0,1 MW trên 1,2 hectare, trong khi quỹ đất còn lại của Côn Đảo để đầu tư phát triển rất hạn chế. Có nhiều phương án cấp điện cho Côn Đảo, song việc lựa chọn phương án vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, bền vững vẫn đang chờ cấp trên xem xét duyệt, bài báo nhấn mạnh.